Phẩm thứ sáu Phát Đại Thệ Nguyện Pháp Tạng Bạch Rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin Đức Thế Tôn thương xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề. Thành đẳng chánh giác rồi cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngã quỷ xuất sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác. Cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con thật thành na nổ đa la tam miếu tam bồ đề, không đổi lại ba đường ác ngờ. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyên thể không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tương sắc vàng rồng đủ 32 tường tông đủ tương đại trưởng phu đoan nghiêm chánh thực tất cả đồng mộc dung nhan, nếu có tốt xấu hình thể sai biệt thì không thành chánh giác. Khi con thành vợ, các chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cảm ba đời khứ lai hiện tại, nếu không được như nguyên thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông. Biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách tâm ngàn vạn ở cả cõi Phật, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong quanh khắp, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ở cả cõi Phật để cũng dường thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt các căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định trụ đến đại niết bàn thì không thành chánh giác. Khi con thành vợ, có quán minh vô lượng chiêu khắp mười phương chư Phật, gặp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhật nguyệt, nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con, nếu không được như dây tê không thành chánh giác. Khi con thành Phật, sống lâu vô lượng vô số thánh nhân giả trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giá như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bậc duyên giác trải qua trăm ngàn kiếp để tinh đêm, nếu biết được số lượng ấy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói không được quốc độ của con thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh, nếu con hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nữa con cho đến mười niệm. Nếu không được giảng sanh thì không thành chánh giác, ngoài trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch thì ban chánh pháp. Chỉ con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh, nếu con phát tâm bồ đề tu các công hạnh, hành sao ba la mật kiên cố công lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nữa con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chúng con cùng thanh chúng Bồ Tát liền lên tiếp đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được bất tối kiến, nếu không được như nguyện thì không thành chánh giác.
Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu, con nhớ nghĩ nữa con phát tâm Bồ Đề kiên cố không thối lui trong các căn lành ách, lòng người hướng sanh về cực lạc. Điều được tại nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh, nếu có ít lòng sám hối làm các điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nữa, còn mạng chung công lạc vào ba đường ác liền sanh về nữa con. Nếu không được như vậy tay không thành chính giác, khi con thành Phật nữa con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con má thanh tịnh tinh tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mạng chúng liền qua thân nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con, đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vạn chúng sanh khắp mười phương nghe danh, nếu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mãn đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên gia người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh nếu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quy cả căn đầy đủ thường tu thù thắng phạm mạnh, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật nữa con không có tên ba đường a, chúng sanh sanh vào nữa con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiệt não tâm được mát mẻ hưởng thoáng lãng như tỳ kheo lầu tận. Nếu còn khơi tướng ném tâm đắm thân sao thầy có mà thành chánh giác, khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng căn lành. Thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng thành tựu thấy trí huệ biện tài không cùng tăng. Rộng nơi pha các pháp bị yêu giảng kinh tuyệt pháp tiếng như chuông vang, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nữa con quyết chắc đến bậc nhất sanh bổ sư trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại đổ sanh vào hóa hữu tình. Khuyên phát tính tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ hiền tí sanh vào thế giới khác ngần lìa an tu hoặc tích thiết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tỷ ý tu tập. Thái điều nhiên mạng nếu không được như dây tê không thành chánh giác, khi con thành Phật chúng sanh vào nước con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng thì ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật giảng giặc trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình giấc thù thẳng như chịu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sắc hình tướng lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó dần dần. Nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cảnh trong cõi nước con cao trăm ngàn vô tuần cây làm đạo càng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây báo cùng mở được thấy rõ vạn tưởng như xem trong gương, nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vần cõi nước rộng rãi nghiêm tĩnh sang chói như gương chiều khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương
chúng sanh thấy rồi sanh tâm ý hộ, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tộc với đất trên đến hư không, tất cả dạng vật cũng điền lầu các ao nước hoa cây dân dân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp thành hương tôm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh người được điều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vợ các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát khổ đắng tam muội các môn tổng thì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình. Thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định ni, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vợ các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh tâm đỡ pháp môn Đà La Ni thanh tịnh quang hỷ an trụ trong thể tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành. Đầy đủ tri đức mà không chứng được ba nhẫn nơi Phật pháp mà không chứng được bậc bất tội chuyển thì không thành chánh giác.